khi hai mẹ con Thủy đi lễ kiểu. Nào, quỳ xuống cầu nguyện đi con. Dạ mẹ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật, con lạy Bát Quế Chi, con lạy Thím Hồng Bì, con lạy Dì Tục Địa. Cầu nguyện cho gia đình con luôn được bình an và vô sự. Trời đất. Con cầu cho các gia dân an, con cầu cho gia đình con luôn ra được bình an hạnh phúc. Con gái con luôn được hồng giỏi giang và phát tài cho đất nước. Cuộc sống của mình luôn được bình an và vô sự. Mẹ ơi, người ta khấn to thế, con chẳng cầu được y. Đi chùa là để tịnh tâm cầu nguyện, rồi ai cũng thế này, sao mà khấn được? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con khiếp, vái gì mà to thế? Sợ bề trên không nghe tiếng à? Bực mình mà. Đứa em lành chanh gặp chị Thủy xử luôn. Đây, có cái này ngon lắm, mẹ phần cho bé em. Con xin mẹ. Của con đâu? Chia ra chứ mẹ. Chia gì? Có mấy cái bọ, cái ngon nhường em. Lêu lêu, của em tắt. Cái mày đang chuẩn bị ăn, nhìn đen đen trông giống. Giống gì? Vớ vẩn. Giống thật. Ít, con không ăn đâu. Ăn đi, đừng nghe chị, ngon lắm đây. Ghê lắm, con không ăn. Theo luật chứ mẹ nhỉ, em không ăn thì đến lượt con. Chị gì mà lươn lẹo? Không phải lươn mà là con thông minh. Đứa em đổ lỗi cho chị bị mẹ phát hiện. Xúc cơm ăn đi, lẹ lên, không mẹ về giờ. Không ăn đây, cho mẹ về, đánh chị mới vui. Tao tự có cách nhá. Nhìn nè. Thủy cho em ăn cơm xong chưa nào? Mẹ nhìn kìa, chị toàn ăn hết của con thôi. Giờ mẹ bắt tận tay rồi nhá. Tại em không chịu ăn, con sợ đến giờ mẹ về lại la con. Em không chịu ăn, đó là lỗi của con. Lại còn ăn của em nữa chứ. Đây mẹ. Con xin lỗi, con sai rồi. Con sai lắm, vì con đã giấu mẹ. Để mẹ cho em một trận. À, kìa mẹ. Khi mẹ và em đoán sai, còn Thủy đoán đúng. Chị Thủy ơi, sao con chuột này đuôi dài thế nhỉ? Đây mà là con chuột à? Có hai tay này là con thỏ. Thỏ nào, chuột nào? Con này là con gì y nhỉ? Mẹ biết, nhưng mẹ quên tên rồi. Chờ mẹ nghĩ cái đã. Mẹ chả biết gì, chị chả biết gì. Con chuột đuôi mới thế này. Chắc chắn là con thỏ, thì tai mới thế kia. Chị em mày sai bét. Mẹ nhớ rồi, con Pikachu. Không phải, là chuột. Thỏ. Pikachu. Thôi, để con hỏi nó. Mày là con gì? Em ơi. Tời, hỏi tới sáng mai luôn. Đứa em khó ưa được mẹ binh kiểu. Trời nóng thế này, ăn dưa hấu quá hợp lý của con tắc. Lúc nào cũng dành ăn, rồi như lợi ý. Để em ăn,
cấm ăn của em. Liêu liêu liêu. Đồ khó ưa. À, mẹ, đĩa dưa của con đâu hết rồi? Lại ăn của em à? Chia tay ra. Đâu mẹ? Không phải con. Chả chị thì ai? Em mới ăn 2 miếng mà. Được, giờ mẹ trách Cam thì ăn nhân đôi, đừng có cãi. Đó mẹ, nó tự ăn rồi tự kêu. Em nói nhầm, thôi không sao. Thì con nhờ âm nhâm huyền nhầm thôi. Chị bảo chát lắm rồi mà em có nghe đâu. Mẹ ơi, quả này có chua không? Không, quả hồng xiêm mà, ngọt lịm. Không, chỉ chát thôi, đưa chị ăn thử trước cho. Eo, ăn thử một miếng thôi nhá. Nè, mày lại ủ mưu, ăn của em hả? Không, con chỉ giúp nó thôi, vì con là chị mà. Ea, chát quá. Chát, sao chị còn nuốt? Giả bộ à? Con ăn đi, đừng nghe chị lừa. Chả đây. Chát lắm. Nói rồi, đâu có tin người chị này. Nhà tôi có đứa em lươn lẹo thiệt chứ. Bánh này là chị mày đi mua nên mày không có quyền đòi hỏi của chị, nghe chưa? Của em, chị phải cho em, ai bé hơn? Đưa đây, bé cái gì mà bé? Không đưa. Bỏ ra nhanh lên. Hai đứa ơi, mẹ về rồi đây. Thôi, chị không cho em thì chị ăn hết đi cũng được. Em chỉ thèm một chút thôi, không sao đâu. Tự dưng tự lành ngoan thế, không bao giờ cho đâu, nghe chửa. À, được nhở, lớn đầu mà không biết nhường em, để cho em nó nhường cho, không biết giờ à? Thôi mà mẹ, nhìn chị ăn ngon là con thấy vui rồi. Trước mặt mẹ, nó giả vờ đấy mẹ. Ờ, giả vờ à, em nó ngoan thế kia, còn mày thì... Ơ kìa mẹ, ngoan con quá. Đáng đời.